kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đến 15:30 ngày 22 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cướp phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 11, hai đối tượng chưa rõ lai lịch đến chi nhánh ngân hàng nói trên. Lúc này, một tên tiến vào ngân hàng, tên còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi cướp ngân hàng, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, cú va chạm khiến nhóm cướp ngã ra đường. Một bảo vệ của phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV tại Đà Nẵng lao ra khống chế, song đã bị nhóm cướp đâm trọng thương. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng bảo vệ ngân hàng đã không qua khỏi. Trao đổi nhanh với phóng viên, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã bắt giữ được các đối tượng trong nhóm cướp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bất ngờ nguyên nhân phó giám đốc công ty đi cướp ngân hàng, ngày 21 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An về tội cướp tài sản. Nguyễn Tuấn Anh là nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An vào ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, vụ cướp bất thành, đối tượng bỏ trốn bất chấp sự truy đuổi của nhân viên ngân hàng và lực lượng bảo vệ. Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Tuấn Anh đang là phó giám đốc chi nhánh nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nguyễn Tuấn Anh có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Buổi sáng ngày gây án, vị phó giám đốc này vừa mang 800 triệu đồng khách hàng thanh toán nạp vào quỹ của công ty. Vụ việc Nguyễn Tuấn Anh đi cướp ngân hàng khiến nhiều người bất ngờ vì người này sinh ra lớn lên trong một gia đình cơ bản, từng học trường chuyên nổi tiếng ở Nghệ An và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Nguyễn Tuấn Anh có công việc ổn định, hàng ngày người này vẫn dùng xe ô tô hiệu Camry làm phương tiện đi lại. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận thời gian gần đây có tham gia đầu tư future trên sàn Binance là hình thức giao dịch phái sinh của sàn giao dịch tiền điện tử Binance và một số trò chơi trên mạng nhưng bị thua lỗ. Nguyễn Tuấn Anh đã vay lãi nặng tại một công ty cho vay tài chính để gỡ gạc nhưng càng chơi càng thua. Đến hạn thanh toán khoản vay thì không trả được. Do không có tiền trả nợ nên công ty cho vay liên tục gọi điện thúc ép trả nợ và dọa sẽ gọi điện thông báo cho bố mẹ, người thân, lãnh đạo công ty. Lo sợ vụ việc bị bại lộ, trong lúc túng quẫn, Nguyễn Tuấn Anh mua dao đi cướp ngân hàng. Trước đó, như báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 14 giờ 18 phút ngày 14 tháng 11, Nguyễn Tuấn Anh đeo khẩu trang, bịt kính mặt, đi xe máy đến trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, rồi mang theo dao đi vào quầy giao dịch của ngân hàng. Tại đây, Nguyễn Tuấn Anh đã xông vào quầy giao dịch dùng dao kề vào cổ nữ nhân viên Hoàng Thị Hắc, sinh năm 1982, yêu cầu mở két để lấy tiền. Phát hiện sự việc, một số nam nhân viên ngân hàng hô hoán nên anh thả nữ nhân viên ra bỏ chạy. Bị một số người truy đuổi, Tuấn Anh dùng dao đe dọa chống trả rồi đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến 14:30 ngày 15 tháng 11, Công an Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000 và Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, do có hành vi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Số tiền nhóm này cướp được là 3,8 tỷ đồng. Sau 22 giờ thực hiện vụ cướp ngân hàng Sacombank, lực lượng phá án đã phối hợp công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lần theo dấu vết, nhanh chóng khóa tay, tóm gọn kẻ cầm đầu là Nguyễn Ngọc Mỹ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Thông tin từ cơ quan công an cho hay, cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau. Khoảng đầu tháng 10 2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín. Trong vụ án này, Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng, Lợi được chia 1,3 tỷ đồng, còn Tuyền 1 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã chính thức thông tin về sự vụ xảy ra tại phòng giao dịch Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 ngày 24 tháng 10 tại Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân, trực thuộc chi nhánh Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có hai kẻ gian xông vào ngân hàng dùng vũ khí uy hiếp nhân viên cướp tiền. Sự việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ khách hàng và nhân viên đều được đảm bảo an toàn. Sacombank luôn tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động. Tuy nhiên, đây là sự việc ngoài ý muốn. Hiện tại, phòng giao dịch Nhị Xuân đã trở lại hoạt động bình thường và sẵn sàng phục vụ khách hàng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, người liên quan để làm rõ vụ nghi cướp xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn. Theo xác minh ban đầu, một thanh niên cầm vật giống súng tiến đến chỗ nhân viên bảo vệ của chi nhánh Sacombank uy hiếp. Sau đó, người này tiếp tục xông đến phía quầy giao dịch hăm dọa. Khoảng 3 phút sau, nam thanh niên rời khỏi phòng giao dịch và có đồng phạm chờ sẵn bên ngoài. Cả hai phóng ra đường và lưu thông về hướng đường Phan Văn Hấn, huyện Hóc Môn. Ngay sau sự việc, nhân viên ngân hàng và các bảo vệ đóng cửa cuốn phòng giao dịch, rào phía trước và báo công an. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Sacombank đang rúng động dư luận, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết số tiền mà nhóm ba đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ sinh năm 1993, Lâm Phúc Lợi sinh năm 2000 và Nguyễn Thị Bích Tuyền sinh năm 2001 cướp được là 3,8 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi được 3 tỷ 481 triệu đồng mà nhóm này đã cướp tại phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cướp được 3,8 tỷ đồng, nhóm này đã thực hiện chia tiền như sau. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ được chia 1,5 tỷ đồng, Lâm Phúc Lợi được chia 1,3 tỷ và Nguyễn Thị Bích Tuyền được chia 1 tỷ đồng. Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản. Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết nóng. Sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.